Chào mọi người ha. Hôm nay mình có cái chuyến công tác đi Phan Thiết mà buổi chiều, nhưng mà mình đi tranh thủ đi buổi sáng, trời nó mát lại nó ít xe. Rồi giờ vô bà đây, trước tiên là phải đầy bình trước đó. Xăng nay xăng RON 95 loại 5 29.030. Mình xuất phát từ 5:10. Mình cũng đi cái lộ trình đi đường ngoài thôi. Bắt đường về, nếu mà có thời gian thì mình đi đường ven biển về. Còn chặng đi thì mình ưu tiên cho công việc ra đúng giờ, lại có thời gian coi tài liệu rồi trước. Sớm tao tập thể dục hết quá. Bữa nay bỏ hết buổi tập. Hôm nay coi dự báo thời tiết rồi. Phan Thiết hôm nay với ngày mai không có mưa, ngày mốt là mưa. Đi sáng sớm mọi người thấy cái màu trời nó thích ghê, thấy không? Nó hừng đông á, tao kêu hừng đông là gì nè. Đỏ hồng để ra ngoài này chắc dễ thấy hơn nè. Đó, hừng đông. Năm rưỡi là người ta dậy hết rồi, bắt đầu cuộc sống mới trong ngày rồi. Xe mình đi Măng Đen về thì bảo dưỡng xong rồi để nhà cũng không có đi. Bữa nay mới đi xa lại nè. Cái nhớt lần trước mình đi là Shadow Racing 10W40 ha. Thì tí xíu ra ngoài kia mình cũng sẽ review nó cho. Tại vì mình thay nhất mới và mình đi chuyến đó về tổng hành trình của mình là 2100 cây. Thì hôm nay mình vẫn chưa có thay nhớt mọi người. Chung là nó 2100 cây nó vẫn còn êm lắm. Rất là êm. Màu thì nó ngã vàng rồi nhưng mà nó rất là êm. Cái màu trời hừng đông hôm nay nè, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn ha. Cái này mà mù suốt thôi mà bữa nay nhìn bầu trời thích thiệt. Đó, cầu Sài Gòn. Cái này mà ngoài biển nhìn chắc đẹp lắm á. Hình như vẫn có mưa lầm rầm hay sao, thấy bụi trên kính đó mà, kính bảo hiểm. Mình nghĩ cái nhớt này, nhớt Shadow Racing version 3 này có thể đi đến hơn 2.500 đó. Chào đón mình bằng một cơn mưa phùn. Sáng nắng đẹp vậy đó mà mưa phùn. Bữa nay thì trời em mù u nè, nhưng mà cái phía mà chạy lên Phan Thiết thì nắng, có vẻ là nắng lắm.
Đức. Tháng này là tháng đồng loạt ra quân bên mấy anh cảnh sát giao thông, an toàn giao thông, tháng an toàn giao thông. Mình nghĩ cái chuyện an toàn giao thông là cái chuyện nó bình thường thôi, chứ có gì đâu mà phải tổ chức hẳn một tháng an toàn giao thông. Tháng nào cũng phải an toàn giao thông chứ. Đấy, lây hoay đều hay 6 giờ mới ra tới ngã tư Vũng Tàu. Đường cũng đông. Nay ngày đầu tiên của tuần lúc nào cũng đông. Lễ vừa rồi không biết mọi người đi đâu chơi không? Mình ở nhà. Mà ngộ thiệt á, năm nào cũng kẹt xe hết. Mà ai cũng dự đoán là kẹt xe nhưng nó vẫn cực kẹt xe. Tác hại của hậu Covid. Ở nhà quá lâu phải đi bất chấp. Nói mà nếu mà cái giao thông và hạ tầng giao thông như hiện nay không cải thiện được thì cái sân bay mà Long Thành cũng khó khăn đó chứ. Giống như cái bến xe miền Đông giờ ra đó thấy vắng hoe luôn đó. Rồi tuyến metro thì trễ nãy. Thì đâu có cái phương tiện nào đi ra sân bay được đâu. Ra tới quốc lộ rồi. Đó mình đi một mình chạy đàng hoàng lắm. Mình đi với đồng bọn thì mình mới lộ nguyên hình thôi. Được chạy luôn. Nói giỡn chứ đi với đội thì mình không thể là gánh nặng của đội được. Tốc độ của đoàn nào mình phải tuân thủ. Chứ không thôi tội mấy anh chốt đoàn lắm. Còn mình đi mình thì mình thoải mái. Mình đi giờ đi vừa nói chuyện xàm. Nó thủng thỉnh đi. Chứ ám ảnh mấy chiếc xe rác ở nước mình lắm luôn á. Nước ngoài ta cũng có xe rác nhưng mà nó không có nhiễu nhão như vậy đâu. Đó, mọi người thấy nó nhiễu nhão không? Hôi ơi là hôi luôn. Khách nước ngoài thì đi ngang không biết người ta đánh giá mình sao luôn. Thì cái thói quen không có phân loại rác á. Ở nước ngoài ta phân loại rác ở tại nguồn luôn. Nên cái nào nó ra cái đó đi. Loại nào có xe chuyên dụng loại đó để nó đi, nó đảm bảo vệ sinh môi trường. Chứ xe rác là để mục tiêu là dọn rác để đảm bảo môi trường. Nhưng nó luôn cũng là một trong những phương tiện gây ô nhiễm nhiều nhất luôn. Nước rác nó chảy dài từ bãi rác cho đến cái chỗ thu gom rác. Ra cái chỗ đông xe quải cho đậu luôn. Đấy, anh em chơi phân khối lớn là không có ngại đường xấu, đường xe sợ, chỉ sợ đông xe kẹt xe. Nhưng mà mới nói là cái gì nó cũng có hai mặt hết ha.
thấy nhiều khi mấy anh em biker chơi nó nhiều cái nó cũng quá đáng thiệt, nó làm cho người khác người ta không hiểu về mô tô, mà thậm chí là người hiểu người ta cũng không chấp nhận được cái cách chơi như vậy. Mình nghe bài dù dây à. Qua được cái chỗ này mới khỏe. Mấy cái mố cầu này nè, mấy cái chân cho lắp cái đèn sáng nè. Có bác cần ráng chống chế là tại chưa lắp rào chưa gì, thông xe luôn rồi đó lắp rào gì. Còn cái này mấy chiếc xe mà chạy mà sát vô cái lề á, không để ý bị quất thiệt á chứ. Có nhiều cách giải quyết cái đó thôi, chả hiểu sao lại làm như vậy. Nhìn thấy nó ấn ấn chạy ngang cái tự nhiên nó nhét tay ra. Chạy lên chút xíu nữa ghé đâu đó ăn, hơi đói bụng rồi. Lần nào dậy sớm nó cũng đói bụng hết trơn. Chạy qua cái khỏi này bắt đầu khúc này thì bắt đầu xe nó mới bớt được. Ở đi sáng lúc nào cũng tranh thủ chạy đến ra khỏi cái điểm mà đông xe rồi muốn nghỉ gì nghỉ. Cũng vẫn còn anh em thắc mắc cái chợ Lực Cổ á. Hôm nay để mình minh họa cho mọi người thấy này, cho cái anh em, nếu anh em đó có xem cái clip này thì hiểu hơn ha. Thì khi mà chiếc xe mình chạy tốc độ cao á mà mặt đường mình nó không có bằng phẳng á thì tay lái nó sẽ có cái hiện tượng như thế này nè. Đó. Ừ, thấy không? Thấy nó lắc không? Đó. Nó lắc như vậy ha. Thì do là mình để minh họa cho nên mình không có siết cái trợ lực lại. Khi mình chạy tốc độ nhanh á thì mình phải siết cái trợ lực cổ lại cho nó cứng cái cổ hơn, thì nó sẽ không có cái hiện tượng là cái tay lái nó vẫy như vậy. Ồ, cây phượng. Ở này ngoài Vũng Tàu có cái cây phượng đang hot lắm. Tí quay lại trở lại cái chợ Lực Cổ ha. Nếu như mà mình chạy tốc độ nhanh mà mình không có cái thiết bị chợ Lực Cổ á thì cái tay lái mình nó sẽ vẫy rất là nhiều. Xe mình có nhưng mà mình xả hết ra để nó mềm nhất, để mọi người minh họa cho mọi người thấy cái tay lái nó vẫy như thế nào khi không có trợ lực ha. Thì tí xíu mình sẽ siết vô lại theo đúng cái nguyên tắc mà mình chạy đường xa và chạy nhanh đó, để mọi người thấy là cái cổ nó sẽ ổn định như thế nào. GS nghĩa địa gì? GS nghĩa địa gì? Chả thấy thương luôn. Kiếm cái quán cơm vô ăn đây. Chỗ đông á thì nó bụi, ở chỗ nó sạch sẽ thì không có người. Mấy cái quán mà người ta vô đông á thường là quán ngon, nhưng mà cũng không loại trừ là nó tiện đường nó ghé vào, nó cái vị trí nó tiện á.
nó bụi quá, vô nó ăn bụi không chứ không có đồ ăn để mà ăn luôn á. Cái chỗ nó vừa không có bụi mà nó vừa không có khách luôn. Ủa còn gì ăn không anh? Ra đây ngồi đi. Lấy cái phở bò viên đi. Rồi. Nói thì cái xe của mình nó cái chợ lập cổ nó nằm ở là chỗ này. Nó hơi bất tiện một cái nhưng mà nhà sản xuất người ta thiết kế như vậy. Thì mỗi lần muốn chỉnh thì phải xuống chỉnh lại. Thì nãy mình có nói chạy xe thì mình sẽ tăng lên. Bình thường mình đi trong phố mình để mình không bao giờ mình xả hết ra ha, để mức 1, mức 2 vậy đó. Mà đi xa chạy tốc độ nhanh trên 80-90 cây số giờ thì mình nên chỉnh nó lên mức 7, mức 8 ha. Rồi tí xíu mình chỉnh lên mức 10 rồi đó. Rồi tí xíu mọi người sẽ xem lại coi cái tay lái nó còn vẫy không ha. Ăn xong rồi về lên đường tiếp. Nay trời nó không có nắng mà mùa u, nhưng mà được cái không có mưa. Đi vậy nó khỏe. Nếu như mà mình có cái trợ lực cổ á thì nó cái tay lái nó rất là ổn định không? Mọi người thấy cái tay lái nó rất là ổn định ha. Nó không có rung, mặc dù là mặt đường nó rất là xấu. À, nó cũng không có bằng phẳng lắm đâu nhưng mà nó không có rung. Đó cho nên là khi mà chạy đường xấu mà với tốc độ cao mà cái cổ cái tay lái nó ổn định á thì nó sẽ giúp cho mình đỡ phải kèm cái tay lái để giữ chiếc xe cho nó ổn định ha. Đó mọi người thấy nè, đó. Rất là ok ha. Đó, nó là như vậy. Chỉnh cái thông số Goro lại tại vì nắng bắt đầu gắt rồi. Nắng lên gắt rồi thì mình phải chỉnh cái thông số khác. Để nó đảm bảo cái chất lượng của video đồ ha. Ở nhiều anh em mình thấy gần đây mình thấy chê Goro quá trời, nói là quay đêm kém rồi mau nóng rồi tùm lum hết. Thực sự là không có một cái thiết bị nào mà nó hoàn hảo đâu, nhưng mà nếu như mọi người khai thác đúng cái tính năng người ta thiết kế cái loại đó dành cho cái hoạt động gì và mình biết làm chủ hết mấy cái thông số kỹ thuật của nó thì tùy vào cái điều kiện môi trường ha, điều kiện về ánh sáng thì mình phải chỉnh một cái thông số cho nó phù hợp với cái đó. Ví dụ như mọi người quay trong studio thì cái điều kiện môi trường mình set up và nó cố định, nó ổn định lắm, cho nên quay trong studio mình chỉnh một lần một thôi là nó ok rồi, nó duy trì luôn như vậy. Còn nếu như mình làm vlog á, mình chạy xe như vậy thì trong quá trình mình chạy xe thì nó mình sẽ di chuyển từ vùng tối vô vùng sáng, sáng ít hay sáng nhiều, nó thay đổi liên tục, cho nên á là mình cũng phải thay đổi thông số theo nó theo để cho nó phù hợp. Còn nếu mình để nó tự điều chỉnh á, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái đoạn nó điều chỉnh
không như ý mình rồi, đúng không? Nếu mà người ta co nó nhỏ lại gần nhiều á, để cho nó cái thiết bị càng ngày nó càng nhỏ đi á, thì nó một cái bài toán đó là vấn đề giải nhiệt, tản nhiệt của thiết bị đó nó sẽ yếu hơn là những cái thiết bị nó to hơn. Chứ còn quay là bảo đảm là nó sẽ sinh nhiệt, không có cái nào mà không sinh nhiệt hết á, chỉ là vấn đề là nó giải nhiệt, tản nhiệt tốt hay không tốt thôi. Cho nên là những cái thiết bị cầm tay mình quay clip thì đừng có nên quay dài, quay nhiều clip ngắn rồi mình biên tập lại, thì nó không bao giờ nóng. Như mình xài GoPro không bao giờ nóng được với mình luôn á. À, cho nên là mình phải làm chủ được nó, xong hết khai thác được hết rồi hãy chê nó, chứ còn chưa xài mà chê, hoặc là xài mà không biết xài rồi chê. So sánh là GoPro quay đêm nó dở tại hơn là Pocket 2. Bản thân mình là xài cả GoPro và Pocket 2. Nhưng mà mình phải nói cho các bạn biết như thế này nè, mỗi cái thiết bị nó sinh ra để làm một cái công việc của nó. Không thể nào mà lấy cái công việc này để so sánh với công việc kia. Nếu mà một cái thiết bị mà nó đáp ứng tất cả mọi cái yêu cầu của mình thì mua gì nổi, tiền đâu mà mua. Thì cái Pocket 2 á, nó thiết kế là nó dùng cơ học để nó chống rung, là cái gimbal đó. Còn cái GoPro này nó chống rung bằng thuật toán, nó so sánh giữa các cái điểm tối điểm sáng với nhau, nó chồng lấn bên nhau. Ví dụ nó lập đi một tí xíu là nó sẽ giải quyết bằng cái chuyện nó rớp cái khung hình lại để nó khử rung. Hiệu quả là bởi vì cái vùng tối vùng sáng nếu mình quay ban đêm á, nó không có đủ cái độ tương phản á, thì nó sẽ cái hiệu quả của cái thuật toán đó, nó khử rung nó không có hiệu quả. Còn cái thằng Pocket 2 á, là nó không có quan tâm ban ngày ban đêm gì, nó cũng không có cần phải xử lý chống rung bằng thuật toán gì hết, nó giải quyết bằng cơ học, ban ngày ban đêm gì nó cũng khử rung bằng cái gimbal hết. Tuy nhiên Pocket 2 nó không phải là action cam, nhiều anh em gọi nó là action cam chứ nó không phải là action cam đâu. Nên mình gắn lên trên xe mình chạy á, nó rung là nó chịu không nổi, thì lúc đó nó khử rung làm sao bằng GoPro được. Cho nên đó là mình đừng có chơi, mình phải hiểu cái ưu và nhược điểm của nó, và cái cách nhà sản xuất người ta thiết kế để mình khai thác được hết cái thế mạnh của nó ha. Sao Pocket 2 nó không thể chống rung một như GoPro trong điều kiện ánh sáng bình thường, và trong những cái hoạt động hành động á, gọi là action cam á, như mình gắn lên xe nè, hay là mình gắn lên người mà mình chạy bộ, mình chạy xe đạp vân vân á, bởi vì nó không có chống rung điện tử, nhưng mà cái gimbal của nó thì nó lại không có cái giải quyết được cái rung theo trục thẳng đứng, trục dê á. Cho nên là chạy trên xe rồi xe nó rung lắc như nè, lên xuống như nè, thì cái khung hình nó rung như vậy thì nó không có giải quyết được. Trong khi GoPro thì nó giải quyết ngược luôn đó. Cho nên là Pocket 2 là nó dùng cho những cái hoạt động giống như là quay vlog, mình vừa cầm mình vừa đi mình vừa nói. Cũng có anh em nói là GoPro quay đêm nó nôi là nó bị hạt á nhiều. Thì đúng rồi, tại vì mình không có biết khống chế cái ISO. Cái ISO là cái độ nhạy sáng á, tại vì nó bù sáng lại trong điều kiện ánh sáng yếu. Nó bù sáng lại để nó đưa cái IV bằng 0, là đưa về điều kiện công bằng sáng bình thường, thì nó phải đẩy ISO lên hết mức. Tại GoPro thì nó đâu có chỉnh khẩu, nó có một khẩu cố định duy nhất à. Cho nên là nó không có cách nào khác để bù sáng bằng cách tăng ISO, mà tăng ISO là nó làm bị noise là đúng. Nên là mình khống chế cái ISO càng thấp nhất có thể. Rồi còn cái video nó bị tối tí xíu này, mình hậu kỳ mình đưa nó lên và mình kiểm soát cái độ noise nó, thì cái chất lượng nó lúc nào nó cũng ở mức chấp nhận được hết á. Đến
cửa ngõ quẹo vô chỗ Hàm Thuận Nam rồi, mấy cái khu resort bên Mũi Cây Gà, bên Tiến Thành á. Không biết mấy resort trong đó còn sống nổi không. Ở bên Mũi Né nó còn ế, nó đừng nói bên Tiến Thành. Rồi mình thấy rộ lên mấy cái chuyện mà mấy em học sinh nó chọn cái cách tiêu cực để đi giải quyết cuộc đời của nó, mình thấy xót xa thiệt á. Thực sự nó là một cái hồi chuông mà cảnh tỉnh lại cho những ai làm mà cha làm mẹ mà vẫn còn cái tư duy ép con học á, ép con học để đậu trường này trường kia, cái đó phải coi lại. Là cái chương trình học ở Việt Nam mình theo cái chương trình khung á, của nhà nước ban hành á, là nó cũng đã rất nặng rồi, nặng lắm. Tại sao mình nói nặng? Bây giờ mình thấy mình bản thân mình ngày xưa đi học, bây giờ mình quay lại mình thấy con mình học lớp 2, lớp 3 nó học bài gì là mình biết nó nặng hay không à. Ngày xưa những cái bài đó mình có thể là phải lên lớp cao lắm mình mới học, còn giờ lớp 2, lớp 3 nó học rồi. Cho nên nó là nó đã rất nặng rồi mà cha mẹ còn ép học ngày học đêm để vào được trường này, vào được trường kia, rồi học để mà kiểu để rạng danh với hàng xóm nữa thì thôi, chứ con mình không thương mình đi thương hàng xóm. Mà gia đình, cái áp lực đó gia đình đem lại cho tụi nó thì tụi nó biết báo víu cho ai, thì có phải nó bế tắc không? Mà bế tắc á, cái tuổi nó còn nhỏ, nó chưa có được cái kỹ năng để nó giải quyết những cái áp lực của nó, nó chưa biết cách để nó vượt qua những áp lực nó, thì nó chọn cách tiêu cực thôi chứ sống gì nổi. Đó là cha mẹ hại chết con mình, nó không có đổ thừa ai hết. Rồi nó dẫn đến cái chuyện ép học sinh không thi vào lớp 10 đó. Đều có lỗi từ phía ngành giáo dục với lại gia đình hết. Thiết vào lúc 9 giờ vào lúc 9 giờ sáng ăn sáng uống nước không ra nửa tiếng à, vậy là đâu đó tầm 4 tiếng là đi đúng tốc độ cho phép của nó, nên là cũng không việc gì phải chạy bạo lực nữa làm cái gì. Mọi người xem thành phố Phan Thiết ha, rất là êm ả. Nó vào trung tâm của thành phố Phan Thiết nè. Mình đang đi trên con đường Trần Hưng Đạo. Con đường này là con đường lớn và đi vào giữa thành phố Phan Thiết, xong rồi đi ra lại quốc lộ 1. Đây là cái cầu quen thuộc lắm nè, tự nhiên quên mất tiêu cái tên. Cái cầu này hàng năm mà như con đến dịp lễ vậy đó, là đua ghe đua thuyền vậy đó. Cầu Trần Hưng Đạo. Đó, mọi người thấy nè, ghe thuyền là bình thường không có ra đây đánh bắt thì người ta đậu ở đây. Quá trời, nhìn đã ha. Mình sẽ đi về hướng Mũi Né. Tại nãy chỗ cái cầu Trần Đạo đó là cái vị trí mà toàn tổng hành dinh của cơ quan nhà nước không à, mình không dám bay live cam. Chỗ đó nó đẹp, cầu bè đựng
mình sẽ đi xuống Mũi Né rồi có chỗ nào đẹp đẹp tàu bè đậu mình sẽ quay cho mọi người coi. Đây toàn là hai bên đường toàn là trụ sở của sở ban ngành không à. Hồ này đang xây, đang xây cái gì, cái tháp tòa nhà văn phòng nào nhìn giống như cái tháp Chàm á. Cái này như của tập đoàn Rạng Đông, ở Phan Thiết thì có tập đoàn Rạng Đông, tập đoàn, một trong những tập đoàn lớn. Đây mọi người thấy lầu, lầu ông Hoàng nè, lầu ông Hoàng trong đó, cái chớp tuốt trên kia kìa. Ở đây chắc không thấy, nhìn qua Google khó thấy lắm. Trong thơ Hàn Mặc Tử, bài hát lầu ông Hoàng đó đó. Mọi người đi vô trong này là chùa Vũ Sơn, lầu ông Hoàng. Rồi, chắc mình đi lên trên chùa nó chút xíu ha. Cũng chưa bao giờ đi. Để mình vòng lại. Thôi là vô cái đền, nhóm đền Tháp Chàm này nè, cũng sẽ thấy lòng ông Hoàng. Thường nếu mà xe mình mà đi bô nổ mình không dám vô đâu, tại nó ồn ào, chỗ cần phải yên tĩnh không. Một cái phượng đẹp quá, mà xe mình giờ đi bô zin không à, cho nên là mình tự tin đi vào, nó không có gây phiền hà cho ai hết. Bây giờ đi vô chùa thì đường nào ta? Không biết đi đường nào nữa. À, chắc là đậu xe ở đây. Chỗ mát quá. Cái anh kia ảnh chỉ là đi chạy xe lên chùa vô được luôn, chứ chỗ này là bãi xe của bên cà phê không đậu được. Tại mình sợ chạy vô nó ồn trong chùa á, mình không dám chạy, mà nó chạy vô được thì mình chạy vô luôn. Ôi tượng Phật đẹp quá. À, mình đang đứng ở chùa Bủ Sơn, một ngôi chùa mới ở Phan Thiết. Đây, ngôi chùa này đang chuẩn bị cho lễ Phật đản. Đang chuẩn bị lễ đài nè. Chùa cũng đang kêu gọi Phật tử cúng dường để sơn tượng. Có số điện thoại nè. Bác nào tín đồ của Phật giáo thì có thể ủng hộ chùa ha. Rất là đẹp. Đây có tượng Phật Bà Quan Âm đẹp lắm nè. Rất đẹp ha. Xung quanh cảnh chùa có cái anh này, nãy giờ anh đi theo, anh hướng dẫn mình.
Thạnh hướng dẫn mình đi xuống dưới đây. Coi cảnh, cảnh chùa. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Kinh tiếng Phạn. Phía Mũi Né để mình thấy ngôi chùa có cái vị trí trên đồi cao rất là đẹp, mà chùa đang sửa chữa, chuẩn bị đón Phật đản. Bây giờ mình đi ra lấy xe và chuẩn bị lịch làm việc buổi chiều. Bên trong chùa này rất là đẹp ha, chim hót quá trời. Chùa đang kêu gọi các Phật tử cúng dường để xây chùa với sơn tượng. Thì mình để số điện thoại ở đây ha, chùa nè, của chùa. Đó. Ai có lòng thành muốn cúng dường, phát tâm Bồ Tát cúng dường thì hỗ trợ cho chùa ha. Rồi, giờ mình ra khỏi chùa, mình đi về chỗ hội nghị. Một cây phượng đẹp ghê, mấy cây nó nhỏ nhỏ lùng lùng ấy chứ mong dữ dằn không à. Thank you.
khu Si Linh nè. Ở đây nó có một cái hầm rượu. Hầm rượu ai chưa đi thì cũng có thể thử ha, thú vị, cũng thú vị á. Nơi nơi người ta lưu trữ mấy cái rượu vang rồi đó. Ở này như đóng cửa hay sao á. Ở dưới có nguyên cái hầm lưu trữ luôn. Mua vé vào rồi vô đó người ta có một cái tour guide, người ta dẫn đi từng khu, người ta giới thiệu quá trình chưng cất rượu này kia, cho thử rượu luôn. Đường này lúc nào nó cũng vắng. Đó, ngay cái chỗ mũi nhọn nó ve ra. Ve ra nó là mũi né đó. Mọi người nhìn qua Google chắc khó thấy. Đó, nó nằm người này nè. Ở cái mũi đó nó mũi né đó. Điện gió quá trời luôn ha. Giờ đi đâu cũng thấy điện gió hết. Đó, trời ơi, còn cát này nhìn đã không? Nhìn giống như ở đất nước nào mà chạy xuyên cái đường giữa sa mạc á. Chói chang. Đúng rồi, có bạn góp ý mình nâng cái camera lên cao một chút nó mới đẹp. Rồi mình nghe lời bạn mình nâng lên, không biết kỳ này về clip nó ra làm sao. Hy vọng là cái góc nó ổn. Hồi đó bà con hay leo trên này trượt cát nè. Giờ nó nóng thấy cha luôn. Leo trên đó trượt gì nổi gì xuống nhất phỏng đích hết. Này, chỗ này đi ra Hòn Rơm mà. Hòn Rơm mà nó cũng có kỷ niệm ở đây. Giờ đi lại thấy khác nhiều quá. Chỗ này hay bắn tốc độ lắm mọi người, chạy 50 thôi. Chỗ này với lại chỗ dưới mũi né quẹo qua hay bắn tốc độ lắm. Quá đẹp. Biển xanh. Xanh biển êm. Nó phải chi đi chơi mấy ngày này thì nó khỏe không? Mình đi mấy ngày lễ chen chúc nhau. Nghỉ 1-2 ngày phép gì đó, mỗi người có 12 ngày phép mà. Nghỉ đi chơi cho nó thoải mái. Đây là đoạn đẹp nhất của mũi né. Đó, lên trên kia thì bầu trắng. Chỗ này đến đây là quan dốc này đến Hòn Rơm. Từ phía mũi né về. Hết đón, đứng đón bên kia.
vắng ở đây quá. Đứng vắng ở đâu á. Hay vắng rồi cho mấy góc cà phê lắm. Đây Hồng Rơm. Hồng Rơm. Thích mấy cây bàn. Cái bàn nó tàn, nó đẹp ghê luôn. Bắt ô tô nhiều quá. Ô tô Bình Dương, Sài Gòn với Hà Nội. Đoạn này mà thấy bãi biển đẹp đẹp cái quên nhấn ga cái là đi liền. Nào đi ra đây cũng phải lượn lên lượn xuống cái khúc này 2-3 lần. Biển đẹp, nắng đẹp. Đến chỗ này thì xấu à. Dây xây dở dang không để đến giờ. Pháp lý giờ căng lắm, căng thẳng lắm. Đang chỗ làm việc, tranh thủ lúc chưa tới giờ mình cho mọi người xem chỗ này ha. Này nó ở Mũi Né. Mũi Né mà gần phía trên Bầu Trắng á, ngay bãi biển luôn. Đó, ngay bãi biển. Ngay Phan Thiết trời rất là đẹp, nắng và biển rất là xanh. Ngay đi quanh đây. Đi quanh đây ha. Là đẹp. Hồ bơi.